Hello, xin chào ông bà cô chú anh em trên kênh Tú Bắt Chước Bắt Chuột nha. Chào ông anh nha. Chào cả nhà nha. Bây giờ chịu hết nổi rồi, chuột thì ngoài đó dữ lắm chuột cả nhà. Giờ anh em đói bụng, đi sáng giờ đợi máy cắt á. Giờ ở trong đồng không có gì đâu ăn đâu. Ăn thằng con tô cháo đi tới bây giờ. Giờ anh em sẽ bằng mấy chuột này nướng. Có thằng em ở trên này cũng tên Thanh đó nè, này sớm rồi đi theo. Nó cũng thèm chuột nè, nướng nữa. Nó nói anh thấy anh làm clip quá trời thèm chuột. Ở sẵn đây nướng cho nó ăn luôn. Giờ mình đào cái lò, cái anh ba đi kiếm củi, nó chạy về ra ngoài lộ mượn cái dao với xin miếng muối với miếng bột ngọt vô thì mình đến với nhau luôn chứ còn gì nữa giờ. Dạ. Chanh hả chú? Giờ anh ba đốt lửa cả nhà. Đây về tới nhà ở dưới cũng tầm cỡ cả chục cây số. Giờ đi theo mấy cái đồng xa giờ cái mấy có lúa cắt nè, đồng nhà giờ đâu có còn lúa nữa. Trời ơi, con gái đuổi dừa nè. Thôi cảm ơn chú. Này thầy mấy đứa nói chứ lại tôi mặn bỏ nhóc. Mấy đứa nó ăn hả? Dạ. Đốt. Đại vô đi. Có lưu hái chú. Cắt thấp có lưu hái rồi. Con em này. Ờ có lưu hái đâu ạ? Qua trời cháy anh em ơi. Cháy, cháy quá người ta cháy. Cháy. Chuột mằn xong rồi cả nhà ơi. Chuột cũng nói chung là cũng ok. Ơi. Gì vậy? Cái cọng dây kẽm này ngoài đây. Cả nhà có gì cũng thông cảm giùm anh em cả nhà. Tại vì nếu mà gần thì bữa nay với phần vợ em nó bệnh mấy ngày nay rồi không có đi theo được á, không có, nó không có đem cơm ăn. Rồi mấy anh em đi tới đâu sống tới đó, chắc cũng cỡ đi ở đây 2-3 ngày mới có về chứ không có về liền cả nhà. Chiều nay còn đi bơm nước nữa. Bây giờ em đi không nổi luôn rồi. Giờ đường nó còn có bảy mấy đường à. Chị lắm nó xuống rồi. Tôi cháu ngoại tôi tự vụ này hoài nè. Tôi khoái coi bắt vắng. Cháu ngoại thì khoái coi chuyện kia, hai ông cháu tự đụng bắt chữ quy liên chữ hoài đó. Người ta mua thêm một cái nữa. Không có gì vậy cự hả? Ông chú ở đâu mà không biết ba con? Sống đồ giỡn thì hả? Hai, ba, ông ở kinh hội gì? Đây ngay dưới luôn nè. Bà con tôi ngoài ngày này nè, bà mừ băng băng năm no sáu nơi rồi đó, ông nông rồi đó, bà mừ đó trên này không, bà con trong họ không ai sao lạ không nội, cháu bà mừ, con muốn cái gì, tụi con ông bảy bỉ á trời, không tin hả, đó đó em tôi, cháu ông út mặn, ông hay nới rồi đó trời. Nông nới rồi ngoài này không biết hả? Khoan, nguy hiểm. À, trời, nguyên xe lúa luôn cả nhà, nguyên xe lúa qua luôn. Tới luôn bác tài ơi. Tới luôn. Tới luôn. Lên luôn, rồi qua bên đây luôn. Ơi, ơi. Nó mặn như thằng không ơi. Nghe lại. Nghe lại. Nghe mày bà nọ. Má lửa.
được qua được có mượn cú hết lớn luôn á, nó đi ghé hoài ghé à. Khu bọn nó cực ơi. Năm chín không? Chưa. Cái lưng hái đâu bảo đó được. Này cầu năm sâu gì chín nữa. Hai cái này bắp chàng của ai xin giờ trái nước ơi. Thì bẻ đi đó. Bẻ đi, bẻ đi. Bắp chàng của ông nội đó lại nói nhậu bẻ đi ông vượt ông vượt. Ừ. Ít không nhớ không anh? Đó ông đang qua cổ. Ít không? Phải ít chứ. Chứ còn mấy cái muốn nó mà. Xíu mà. Đảm bảo. Làm lúc mới vậy. Chín giờ mày ăn không? Thằng ấy quay nữa, nó bụng gần chết, tên này bắp chín mất sống này cũng chết. Bắp nó. Mọi ngày bắp, có ngọt à? Ngon. Cái muối á, rồi cái muối chấm. Vô đồng ăn cái gì cũng ngon chứ. Nó bụng từ 6 sáng tới giờ. Được anh bài. Trời. Vậy trời. Rồi, rồi bắp. Mấy cái bắp bên đây chính gần chết bên đây nè. Không chở bài bắp kia cho nè. Ngon. Thằng bắt hai lượm, hai trong lượm vô ăn. Hai trong nướng dục vô ăn. Bắp không có hộp tới, bánh mì tới. Bánh mì tới. Bánh mì tới thì quất luôn. Mời cả nhà. Dạ, nóng rồi. Được anh bai. À, trời nó bụng rồi. Trời ngọt hả nhà ơi. Nè muối nè, nặng muối vô. Vô. Được rồi anh bai. Ờ để đi. Bên mì anh em ơi. Thằng quốc 4 ổ đó. Ủa không ăn hả? Ăn chứ xong ăn. Thành ổ cả. Ăn rồi, ăn gì nãy giờ giờ ăn về. Ăn mì hộp vịt lộn cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn bánh mì xí mại. Mời cả nhà ăn bánh mì. Dứt lộn. Mì hồi ấy chuột cứ ăn rồi. Nướng nè. Ăn chanh vô chưa? Ăn chanh chí ăn bắp mà. Ăn chanh mới ngon. Rút ra dành bà. Làm tắp ổn nó ngon quá. Con càng. Không làm ổn hả? Thôi ăn đi. Nhấp cho mà. Thằng ơi. Vô. 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 Mở cái nha. Mày bên đó đẹp à? Bình minh sắp trở sụp rồi. Trời ơi, to đâu mà dữ. Kìa kia bá chở vô giùm nghe, chuột chín rồi.
kêu mà xèo xèo nè. Xe con xanh. Lên kia lên coi. Này nó kiếm một mớ ốc nữa, đỡ với đó cái gì vô. Nhục luôn. Chưa vàng không? Ngon. Lại lại đi, chưa vàng rồi, lấy chút luôn. Ớt vàng khẹt nha rồi. Vậy mới đã nè. Trời ơi. Bảy ốc. Thôi, thứ này thứ nào chịu nổi anh Thanh ơi. Thôi đi về nè. Vì đánh nó chửi mình chết luôn. Nó đang kêu đồng bia về vô đó đó. Bây giờ mày dám về không? Bây giờ đồng bia tới đây cái thôi gì vậy à? Mày muốn khỏi lên công sàn luôn á. Chặn đường luôn nè. Dám đâu, bỏ chuột lại mồi còn ngon nữa. Nó giàu nó kêu ảnh nó vô. Bây giờ không ấy à, tao quay tao nướng chuột xong rồi. Cái tao kết thúc clip mày tao về à, nghe anh. Ok. Nó đem đèn mình nó kẹp lên liền đó. Muốn nhạc sống vô này ca luôn. Ông đi về, nó nói ông đi về đi, tôi cho ông thùng bia. Bỏ cái thùng bia cho tôi. Lại bà chơi à. Thấy nè kìa. Về. Mặt trời còn mặt trời còn có lõm mà Cường ơi. Cường. Lụm anh em ơi. Lụm anh em bánh mình lụm được rồi. Cái đó là tao ăn biết nhiêu trái gì nữa. Được chưa? Nóng lắm, dục xong. Cầm cái chuẩn vớt. Vô. Đi. Lên anh em ơi. Bắp hồi ăn sao? Đi qua đâu chua đại ca. Đi. Đi. Trời. Đi. 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 Đã. Vớt, trời ơi trời. Cái gấp yếu xịu. Rớt dưới mất nhậu dưới đó Cường ơi. Bây giờ tập trời. Cái vụ gì? Vô anh em ơi. Tới công chuyện rồi. Tới công chuyện rồi. Quay đây coi. Tới công chuyện rồi, buổi chiều nay rồi. À, trên miếng đất lúa rồi luôn. Rồi, tháo chuột ra đi, tới công chuyện đi. Văng lắm chứ tại. Tất bập bập chẻ bỏ luôn. Tháo ghép kia vô luôn. Thì bụp xăng vậy nè. Ừ. Rồi con mày lên tới luôn rồi. Về. À. Đừng lật cái chén kìa. Anh lên đây nè em ơi. Trời ơi, gia đình nhà bốc lên cái. Cúng cái đi quay. Có cái gì nhậu cái nấy. Cúng cái đi, vô đồng có gì nhậu nấy chứ sao, cúng dạ, cái đi. Cúng rồi, xét luôn. Bỏ bánh mì ra luôn. À, ông Tà bà cậu, thằng Hoàng, bốn cảnh, đất đai, dân trạch, ai ở đây về nhậu mấy ông ơi. À, ông để đây, ông... Trời trời, cái dao đó, cái tay đó Cường ơi. Ôi, thằng Tài nhậu không ơi, đồ anh em hồng cái tướng ha. Tay khỏe chân nha. Ghê ha. Thắng đó. À. Rồi, lụm đi. Lụm. Hai ngón cái đi đi rồi. Đổ cho hết cả nhà này mình xem nếp cũng ai cũng là mạnh khỏe hết luôn. Đấy giờ. Cái chén này chấm rồi, chấm rồi rồi. Dặn. Mày đi đâu bơi? Xa xôi mày đi đâu bơi? Đi kiếm cha thánh thằng ơi. Cái chục cái số mấy cây. Nay ra đồng chơi coi. Vô. Qua chỗ không nè. Thôi nước mía này khỏi. Mà nhà. Giờ nó đang mua cháo vịt cho em nữa cả nhà. Thấy nó tụt đường nó mua đem nha. Lên kìa. Chốt ơi, Thanh ơi. Rồi, đi qua đây nữa. Đây, cháo vịt à, chết. Sao? Dạ. Để hồi nữa chị. Chiến xe Thanh về hết xăng rồi. Chạy nó phục. Mời cả nhà uống đôi miếng ha. Có đôi miếng cái này no nè, cái này ngon rồi nè cả nhà ơi. Con mày á con. Cái này mồi. Con mày á. Con chó à. Ngon không bơi. Ăn chuột đi em. Về uống nào. Hai chú, mình mạnh cho chú. Kêu chú kêu ngành. Ủa sao không chết kìa. Anh á. Cái bọc vịt ra đó luôn đi, ra ngoài đó bơi lá chuối đó. Cái lá sen ảnh kìa. Mẹ ra đó đi. Cả nhà ơi. Vô bay. Vô. Không có ăn chuột mới mày. Ngoài bên đó mảnh đó. Mà tải là tôi kêu một dưỡng hai đó.
Hai giờ mình kêu ông anh đó quay. Kêu anh đó quay. Bà Tải là dùng hai tôi á. Chuột bắt tay luôn. Bà Tải là kêu ông bác. Ngọt à. Ngon ghê. Đó, gì mà tôi bà bốc sắp bốc. Vậy mà tôi biết mấy ông không thăng với thằng Tài. Gì mà ngon ha. Cũng có chơi anh em cũng bình thường. Bắp vừa vừa vừa. Ngon hay gần ngon gần. Vô. Ăn đi. Ngon không con? Ngon không con? Vô. 1, 2, 3, vô. Mời cả nhà nha. Không mời bói. Mời cả nhà. Mời hết mấy anh mấy chị trên kênh Tú Quốc Chứa Bắc Chuột nha. Mời chị Hạnh uống nước mía. Nhà anh uống rượu mới được. Nè, để con nè con, bùi nè. Em ăn đi em. À, nhìn đói từ chưa giờ không Tiên ngủ. Cái đầu anh Tiên ơi. Chị Hương là đau mất tiêu luôn chị Hương. Sớm con ngủ không? Có, bỏ lẹ đi nè. Ăn đi con. Ngon quá. Vô anh Tấn ơi, anh Thanh ơi, anh Linh ơi. Ừ, bia. Anh Vũ ơi, anh Cường, anh Tí, anh Hèn, anh Tiến, Boy, anh Hùng, anh Phương. Mời bắt ba, bắt hai, bắt ba. Mời con. Mời bắt ba, bắt hai kìa. Bắt hai chai. Anh Hồng, anh Hòa, anh hai chị hai luôn nha. Bắt hai ở Hà Nội. Bắt hai, bắt ba, bắt tư, bắt sáu luôn nha. Để hỏi bác Hàng hết luôn. Hai, hai ba vô. Bác hai ở Hà Nội á, bữa không vô nhà mình đó. Đụng không kêu cấp cấp. Mình ở mặn đất gần đây cái này. Ly mũ mà đụng cấp cấp. Thôi bây giờ uống mạnh mạnh đi, uống cái lon, cái lon đi chứ à. Trời uống rồi nó ngang. Mời tất cả cô chú anh em trên kênh Tú Bắt Chước Bắt Chuột nha. À, mình vùi vùi lỗ gì nè. Để ly tôi vùi nãy giờ nó thấy không? Lúc này chơi giữa đồng cái nha. Vô nào, 1, 2, 3, vô. Bữa nay lên đây thì có em nó cũng ở trên này cả nhà, chủ máy cắt đầu này kia, tên Thanh nữa, cũng Thanh nữa. Vậy lên đây chơi rồi nó dắt qua đây bắt chuột. Bắt chuột rồi lên đây nướng chuột rồi nó mua bia nó đẩy cho anh em luôn. Với ông anh ở mặn đất ở đây nữa, cảm ơn Thanh nhiều nha, cảm ơn chú nha, vô. Cũng anh em mình bốc chạy hoài luôn nha. Cũng qua cũng làm nó giờ chú thì đạo chân mình hai cái à. Chân giác mà. Cảnh thì ở đây rất là đẹp luôn cả nhà. Mình ở giữa cánh đồng lúa luôn nha. Về buổi chiều. Ngon không con? Quá tuyệt vời. Ngon à. Chợ đặt đầu mình mạnh đi. Chỗ của em. Hả? Lấy đồ sáu cái đùi con. Bác sáu hổm về bác sáu nằm không đó con. Thì cháu vịt mới mua đem lên nha cả nhà. Còn mình thì đặc biệt thì có chuột nướng với xoài. Với hai ổ bánh mì. Được bác sáu đi. Có, được bác sáu qua. Rồi cảm ơn con nha. Rồi của con lại ăn cái đuổi đây nè. Lượng hai, cái lượng hai, cái lượng hai. Bánh lượng hai đó. Bánh lượng hai đó. Ngồi xuống con. Xếp bằng lại. Hãy bịch đá qua em thôi. Có cái thứ nào đá bằng thứ này cả nhà ơi. Buổi chiều mát mẻ mà ngồi giữa ruộng lúa rồi ha. Ta kêu là thánh ngồi đám có thánh ngồi chú bông nè. Mùi gã lúa rất là thơm rồi cả nhà, cái mùi gơm á. Bôi ăn không kịp. Không gian rất là yên bình. Phải có nước, mình bơm nước cho nó. Phải đó, đừng mơ lên đây làm nữa đó. 1, 2, 3, vô. Mơ mình làm nữa thôi. Vô cả nhà. Nấu cơm ăn động không? Mây chuột kho quẹt ăn cái nè. Chuột nó chè cho nước. Mơ chuột kho quẹt cái chuột nó canh chua. Ăn đi chạy nhóc lên đi chạy. Cưỡng nói chuột kho quẹt chứ ba thèm chết. Không ngồi chuột kho xả cũng được. Cái bờ bên đó dễ bắt, bờ này bờ này bắt cũng được. Bờ có mài sao? Mà ít. Bờ đường xa đạo chứ. Bờ bên đó đó. Trời ơi, đêm chạy xả. Nhớ nhà quá. Gì sáng ngày kia gì nè. Thật không có. Khóc đi. Nhớ. Bà cả nhà cái phong cậu dịch nha. Lúc đó cái phong cậu da chạy. Ăn đi rồi. Thôi à. Phải không? Hồ cầu hết thẳng. Wow, wow. Chó gì hồng. Lên ba ăn rồi quay. Ba đâu ăn hồ cầu đâu.
hỏi ăn không ăn vịt con chó ăn vịt thiệt luôn đây nè. Ra nguyên cái đám giỗ không con vịt thêm 5 kg mấy mà cũng không còn lớn đố anh chặt cố tình chặt để anh ăn nha. Hỏi không ai ăn vậy thôi nhường quay lại không ai ăn vịt chó ăn hả vịt đây mà bệnh gì kìa đè vịt cái vịt dưới đất bàn liền anh Tú bay xuống bò xuống lụm gỡ lại liền có sổ không xuống mà lụm có sổ không gỡ lại liền có sổ không nghĩ cái thâu câu vịt xiêm trống nó cỡ vịt nó cỡ 5 kg à. Hãy chấm hết cho con á. Đâu có chấm, mẹ không có chấm. Mẹ không có chấm. Có chấm nó cay. Vô chú bay. Mà mẹ không có chấm. Mẹ chấm nó cay mà. Không có chấm. Sợ đã. Tay mẹ lỡ dính á. Cả nhà nha. Mình điện chú ba ta. Cùng bữa cơm luôn ha. Chị phải điện chú ba qua đây ăn này không biết nữa. Nãy bới theo tô cơm đó. Chú ba, hồi nãy tưởng thôi là bà Sáu ấy cái tô cơm đó. Không nhớ cơm nguội ha. Ừ. Đi mấy giờ? Tối thằng nào nó gần chết cho con mua á. Mấy giờ? Khi nào lộn lon chơi em kêu ăn cơm đi không chịu. Bố lon chú hết rồi hả? Mày đi. Ừ. Mày đi nè. Lộn lon hả? Ghé mua nước bé. Đi lẹ đi để cha mất tiêu. Má chạy vô là tôi đang má chạy vô đang chú bắp mạnh mạnh đi chú hai lon vậy trời giới thiệu nãy nhậu dữ lắm vô không mà không kêu anh ba mà anh ba nữa gì cũng chuyện nữa anh 1 2 3 vô mày ra cắt khu dưới mà cũng hết trơn đất luôn đó không biết có chuột không thôi à, dưới đối diện 5K đây chưa nhìn cái bờ này ngon nhất nè bờ này dữ lắm chuột rồi này nếu không có đi bắt thì sáng sớm à không nó đang mình đã đào lắc luôn này. Chứ đi nắng lên gọn cái là bó tay, mình nắng cả này làm không nổi đâu. Chút nhỏ thì nó cao. 1 2 3 vô. Anh đá nhìn kìa. Ừ, xài ngon. Lắc thì nó chứ sợ gì à. Hai lon mà mắt sập mi mẹ này rồi. À trời kiếp nào luôn. 2-3 ngàn tí bỏ lên đồng. Nó chua. Không, con ăn đi. Vớt ra bột mắm nó vô. Sống. Mà tôi gặp thằng Hải đó. Hả? Ông mới bự lắm. Tôi gặp thằng Hải đó, gặp phía ngoài đó. Nhà ông Dũng mới tới nhà tôi, mới tới thằng Hải. À. Đi ra anh Hải đó. Đừng mới tới xài ông mệt quá. Nói cho xài mình chủ động. Em ơi, tôi bé nè. Ăn hôm nay sẽ gấp nghe nó 17 18 ngàn ký. Dạ dạ. Sẽ cái này gấp này hả? Trời ơi, đấu rồi. 1 12 ngàn. Dạ hả? Ừ, 7 8 bự lắm. Chốt rồi đó. Đi cắt nó bằng cái. Con ha. Cốc chơi ha. Rồi cho bả nè, bún con gặp nó. 8 ngàn cái gì? Cầm lại đi. Điện mua mà không mua đi rồi. Không đi rồi. Mua giục mẹ nè. Giục rồi kiếp à. Thì đúng rồi nó không mua rồi, nè mình ăn rồi, nó không mua được. Nhưng mà bi rồi, kêu bi rồi. Ôi, cái gì vậy tại khách không? Ôi. Con gì thế này, con gì thế ta? Lên cơn rồi đó. Chó. Chiều chưa uống thuốc. Chó đi bắt chuột rồi đó, trời hai con. Cái này còn kéo đá trời. Vô. Chó không trâu à. Đi bắt chuột. Vô. Thôi mình bắt chuột nó đi. Thời xíu Bình Dương mà nó còn mạnh á, mạnh khỏe á. Trong đi xuống đồng bữa nay đi. Mình xuống đồng luôn. Xuống đồng 24 giờ. Ừ. Sáng giờ cũng 12 tiếng. Thầy bỏ, thầy bỏ 2 ngàn ký, 1 ngàn ký á. Ông chưa. Mình đi mình đi nào sáng mình đi ngon cho. Mới miệng vô thì thầy. Còn bắt. Con chuột cắn nó có. Nó có nó cắn con chó. Không, con chó cắn con chuột. À mà em giải thích cho nó gọi thanh con chuột cống nó có cắn con chó không? Chó bắt. Nè nè cái này mềm mà. Cha đưa kìa. Rồi cầm ăn luôn đi. Cầm cắn xé không đi. Dữ dằn. Thì tôi coi nhiều lắm. Tôi coi với tôi dằn với cái ngoại nữa đó. Ừ. Ngon quá. Đi lưu tức này nó lên không phải nói mà mình trong sao. Vì mà tôi bắt chú bắt chuột nói. Ở ngoài trên đó nghe còn. Mày đang bắt chịu. Không chứ này nếu mà có lên lưu tức tôi bắt chuột mà. Bắt chuột mà nhiều chỗ chuột. Tú bắt chuột mới được. Không, mà lên nè. Gì? Lên lên nè. Nó lên là biết không bắt nhiều chỗ rồi biết chỗ này hay chỗ nào clip mới vô cái kênh đó rồi cái gì chú mở clip mới nó phật lên hả đăng ký đi vô bấm vô vô điện thoại đăng ký chiều mai có chú lên hình rồi đó mở cái tivi coi không phải mở điện thoại coi dễ hơn chiều mai đưa cháu lại nói nè em có người con ngoại con anh hai à gia sâm tôi với cháu ngoại tôi dành hoài nay à trời không có gì tao mua nó thì coi ăn đi ba cái nấu ăn á nó mập lù à nó ăn ăn dữ lắm anh phải là ăn ha trời ơi tôi thì tôi coi ba cái vụ này bắt rắn á à trời ơi tôi coi vụ bắt rắn nó đội nó ngon rồi em vô 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 anh nhìn lộn con coi coi ba vụ khác nữa bảo 2 3 vô.
Bây giờ cũng chiều rồi cả nhà ơi. Chiều gì tới hậu buổi chiều vậy? Bây giờ cũng hẹn anh em gặp lại clip sau nha. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người đang cả nhà ơi. Bye bye cả nhà nha, cả nhà ơi. Cảm ơn. Bye bye. Bye bye thì bye bye sớm sớm nữa hết thấy cường đen đâu hết trơn rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của anh em nha. Còn thấy không thêm? Thấy sáng.